thân khách đến chúc phúc mà thôi. Bà nghe điều rất là hay đúng không ạ? Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui chọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi. Cảm nhận thế nào ạ? Một bộ dàn có 14 triệu đồng. Mời em cứ ngỡ bộ phải là 40-50 triệu. Cấu hình tuyệt vời luôn các bạn. Đồng bộ luôn nhá. Con đẩy bãi Eric đến từ thương hiệu Đức và Dona Eric bát 30. Đã bộ dàn em số lượng em về ít nên em bán xả thành lý cho anh em. Hàng bao dinh bao xịn anh em nhá. Thì đây có đẩy bãi này, loa bãi này, vang cơ lai số này của PS chính hãng, hàng mới đập hộp nhá, và một chiếc micro. Cấu hình đây. Và em đánh đây mỗi kênh quản loa bát 30 đánh dư luôn này. Các bác cùng nghe lại đoạn nhạc nhé. Thôi chú vào đi. Đêm cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Em rất hay luôn nghe nhạc. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Đấy thì cấu hình này thì báo cái gì đặc thù của dòng Eric ấy, cái tép của nó rất tơi. Nếu mà con cúc loa ấy, này Eric đang hiện tại đang đứng đầu bảng về cái tiếng tép, nó rất hay luôn các bạn, rất phê luôn. Vâng, em Hero xin mến chào toàn thể bác nhá. Và hôm nay trong một clip này vừa là một clip lại giới thiệu đến toàn thể anh em một lô loa, nhưng thực ra là không nhiều lắm. Em về được có cái lô đấy cùng về lô bát 25 ấy các bác ạ. Là em về được có 5 đôi thôi. Thì số lượng về ít quá không bỏ chia ra cửa hàng ấy. Thì đơn vị Hero cũng đơn vị em sẽ bán xả thanh lý cho anh em. Nhưng hôm nay cái điều tuyệt vời nhất là em sẽ không thanh lý riêng đôi loa này. Nhưng anh em có thể mua lẻ loa cũng được. Nhưng em hôm nay em tiện đây em ghép luôn thành một bộ dàn cho các bác chơi. Một bộ dàn có thể nói là với cấu hình có 14 triệu đồng thôi, mà em cứ ngỡ với bộ dàn khoảng 3-40 triệu đồng. Thì cấu hình bộ dàn này gồm những cái gì, và em sẽ review chi tiết đôi loa này. Thì bác cùng xem đơn vị Umino review cũng như là xem và nghe chất âm cùng em nhá. Vì đến thời điểm này thì kênh em vừa đạt nút bạc ấy, thì không biết nói gì hơn, cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các bác. Nhà hơn 100.000 bác đã đăng ký ủng hộ kênh em. Nhà kênh em thì có 3 kênh khác nhau, các kênh kia kênh phụ em đã khoảng 50-60.000 người rồi. Nhà bình quân là Hiếu Minh bây giờ là nếu tổng của 3 kênh cộng lại thì em đã là khoảng hơn 300.000 người auto. Như vậy thì hơn 300.000 người xem nhà đăng ký kênh của auto là một cái rất là lớn ấy. Nếu mà làm vlog thì nó phải tính ra khoảng 4-5 triệu người rồi. Đấy. Không biết nói gì hơn, thực sự là rất là cảm kích đến toàn thể các bác. Và bản thân em cũng nỗ lực review cũng giới thiệu đến toàn thể các em rất nhiều lô loa chất lượng cao, giới thiệu đến toàn thể các bác chơi cũng như là giá tham tầm tiền các bác nghiên cứu nhá, bao mức giá tốt nhất tại thị trường Việt Nam luôn. Thì hiện tại em cũng không xông bạc, như vậy thì hiện tại bên đơn vị Hiếu Minh đang có 2 cơ sở. Thì bình thường quay ở cửa hàng thì nhìn nó không bạc được đẹp hơn. Thì em Hiếu Minh thì quay ở kho, người thật việc thật, hàng nhiều lắm. Quay đây thì em review cho bác. Đầu tiên thì em giới thiệu sơ qua cho bác để cấu hình này. Cấu hình này thì bác thể thấy này, tổng cấu hình là ở đây bác sử dụng cho mình driver là một cặp loa Eric Bass 30 với mức giá 7.500.000 đồng. Cái mức giá tuyệt vời cho bác săn hàng. Với một cặp Eric này các bác mua thì trên trường đang bán mức giá đâu đó khoảng 9.5 triệu nhá. Và một con đẩy Eric với công suất cho ra 600W. Con đẩy model nó là KA502 chạy 20 sò nhá, mạch class H nhá.
Mạch Glass bản chất nó không tính sò đâu, mà là em đang nói là chạy 20 sò MOFET, bao nhiêu 2 tầng vỉ các bạn nhìn này. Con này tiếng rất hay, sắc bén, nghe nhạc cũng rất là phê, mà hát karaoke thì tuyệt vời. Nguồn rất là to, hôm trước em đo con này nguồn nó 17 hay 18, hôm trước em đo bằng thước ấy. Các bác xem kênh cũng biết rồi, thì Mạch Glass mới để ý vào đây này. Thì cái chỉ số vô nó rất là lớn, nó không quá nhiều tụ, chỉ số vô rất là lớn. 120V và 4700 microfarad. Có nhá, với công suất là 600W, kênh đánh được tốt là 2 cặp bát 25, 1 cặp 30 thêm 1 cặp 25 có nhá. Ở đây mình đánh 1 cặp 30 đánh dư luôn. Nghĩa là ở đây em đang ghép gọi là nếu mà như các bác đi mua ấy, gọi là bộ com lê ấy. Tại sao nói từ bộ com lê, nó gồm cả đẩy Eric và loa Eric, đẩy bãi xịn và loa bãi xịn có nhá. Đẩy thì dòng này tiếng rất là hay, rất hợp với lô này, vì là đây là em ôm nguyên lô đẩy cộng với loa luôn các bác ạ. Thì đây em phối ghép gồm một con đẩy Eric 600W và em bản thân em bán rẻ hơn các đơn vị khác cả hơn 1 triệu rồi. Các bác gõ luôn con đẩy này, KA502 trên trường đang bán bao nhiêu? 3 triệu 3 đến 3 triệu rưỡi, em bán 2 triệu 3 thôi. Còn loa thì em bán 7 triệu rưỡi này. Micro, bộ micro mới tinh đập hộp, chính hãng của PS Audio, mã hiệu là G300 Plus. Bộ này thì cực kỳ lịnh giọng, bắt sóng xa, các anh em đi show kéo thoải mái luôn nhá. Bộ này thì đang bán là mới là 3 triệu 1, thì em Hiếu Minh hôm nay sell cho anh em mức giá là 2 triệu 4. Cùng kèm combo, nghe là các anh em mua bộ combo này em hiểu hỗ trợ bao ship ở gần nhá. Đấy nha các bác nhá. Còn các bác gửi xe em hỗ trợ bao ship, còn những bác ở xa quá thì có thể cho em xin thêm vài trăm nghìn tiền ship đỡ đi, vì gửi cặp loa mất 400-500 rồi. Tiếp theo nữa là con vang chính hãng PS SV88. Thì con vang này thì cái tiếng echo reverb nó rất là mượt mà. Và điều quan trọng em kết nhất là hệ thống đèn nháy này, các bác nghe nhạc các giải nháy nó như một con lọc, và có hệ thống hỗ trợ phần nâng tiếng thêm bác nhá. Đấy. Tổng combo đây có 14 triệu thôi, vang 1 triệu 8, em bán giá sale đấy, bình thường mua con vang này 2 triệu 3, các bác cứ tham khảo thoải mái. Đấy thì ở đây gọi là bộ dàn thanh lý mở toàn hàng chất xịn, bao zin bao xịn bao đẹp đấy các nhá. Luna 7 triệu rưỡi này, đẩy 2 triệu 3 này, mic 2 triệu 4 này, vang 1 triệu 8, tổng là 14 triệu, là em hỗ trợ là bao ship ở gần và tặng kèm dây jack cho bác nhá. Thì trước khi em test nhạc bộ này thì em sẽ quay sang Luna. Thì đây là driver Dona Bass 30 HK512. 512 có nghĩa là 12 có nghĩa Bass 30. Hoạt động của nó là 300W độ trở 8 ohm. Loa thì hoạt động ở giá công suất vừa phải, nhưng cái có nhìn được vào đâu ạ? Các bác nhìn này. Cái Eric này cái tính tép nó hay nhất trong phân khúc loa, vì nó lẩy lên là cái độ nhạy của nó lên, bác nhìn thấy không ạ? Độ nhạy lên là 129 dB và giải từ 55 đến 19 kHz các bác nhá. Thùng nó thùng màu là màu trắng sữa. Và bát đây bác nhìn này, dòng này sử dụng leo gông, gông của nó là gông kép 246, 6 gông kép. Bát là bát bích tử trắng bác nhá, Eric Audio. Đấy, dòng loa đến từ thiệu Đức, Eric B3, nó là một bác nhá. Nhưng cái đồ chọc Eric bán mức giá hợp lý đúng không bác ạ? Rất đẹp luôn bác, bích tử trắng bác nhá, rất đẹp luôn, đều mã ở gông này. Tất cả đều mã gông quá nhá, tất cả mã gông hết, 1506 này, zin đét luôn. Cái dòng này thì keo nó keo cao tràn quá nhá, keo tràn có nhìn không, keo tràn thiên viền này đấy, cổ côn co nhá, băng co này, quên nữa kia đây, nhớ anh phần chép này, vì nó chép 30 chép nó rất là lớn, bỏ anh cái chép này, cái chép nó rất là lớn bác nhá, chép 30 chép nó rất là lớn quá ạ. Đấy, rút ra hộp cái chép này này. Củ chép nó chỉ dùng chép BNC. Chép BNC Eric Audio. Đấy nha. Củ chép rất lớn luôn, chép 30, nó lớn hơn bát 25. Lớn hơn cái bát 25 hôm qua em mình review, tí nữa em sẽ làm một combo của bát 25 luôn. Và phân tần cũng vậy, phân tần nó giống phân tần bát 25, nó phân tần là phân tần nội ngược, em quên chưa mở ra. Phân tần Eric nha. Nghĩa là trở trước nó bị ngược ở dưới bác nhá. Em phải mở cái hậu ra mới nhìn thấy được. Bác nhìn không ạ? Nó gấu như bát 25 hôm qua mới, Eric Audio này. Đồng bộ của Eric luôn bác nhá. Đồng bộ Eric luôn. Quan trọng bác nghe vào cái chất bát này. Giá em sell bác có mấy đôi thôi, nó ít quá em bán cho bác. Giá rẻ luôn, định bán với giá khoảng 8 triệu rưỡi một đôi. Nhưng mà bây giờ thì có ít quá bán cho anh em để các bác ghép dàn này, hợp lý mở ghép đồng bộ luôn, bộ dàn 14 triệu bạc. Với cấu hình 14 triệu các bác mua trên trường không có đổi đôi loa xịn này đâu, đẩy bãi xịn này đâu,
không mua được. Ở đây em ghép cấu hình bãi giá rất hợp lý cho bác chơi. Và bây giờ các bác cùng nghe cùng đoạn nhạc cùng em nhé. Đây em sẽ bật nhạc lên rồi. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với lên. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Trông cong đẹp đối với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa. Đấy, bác nghe cái đoạn lời không? Chép Eric em nghĩ là ở phân khúc mở loa tép thường ở cứ dưới 10 triệu đổ lại là phân khúc tép hay nhất. Thực sự lời nó hay lắm, lời rõ ràng sắc nét. Bởi hôm em tép một đoạn nhạc, bác nghe một đoạn nhạc khác nhiều bát hơn này. Nhưng mà bài vậy là hát lời. Đấy bác nghe, bác rất sâu luôn đấy chưa. Sự luôn là rất phê cái điểm tép của nó, rất là nhuyễn và hay. Thì tiện đây em, tại sao em cũng hôm qua em nói rồi, hôm qua em quay xả cái lỗ đẩy 60 mấy con bờ, em tiện đây em quay bác biết thì vãn không? Vãn mất 3 chồng nhá, hôm qua là 5 chồng. Vãn mất 3 chồng. Nhà em bán tổng cộng hơn 30 con rồi. Thì ở đây thì em Hiếu Minh còn được chắc khoảng 20 con thôi, 20 con nữa. Thì bán mất 30 con vừa quay clip hôm qua. Thì tiện đây em nào làm một clip ghép vào cho bác thêm đôi loa Eric này bác chơi. Anh em có nhu cầu mà nhanh tay nhá, liên hệ em nhá. Giá em vẫn xả cho anh em ghép dàn này 2.3 triệu nhá. Đấy, 6 chợ hôm qua về 5 chồng chạy đến đây. 1 2 chồng này, 1 chồng đây. Là bán mất 3 chồng rồi, còn 2 chồng thôi. Như hàng này vì là số lượng về nhiều ghê nhưng mà không chuyển vào Bắc vì là bán gần hết rồi các bạn. Nên em chuyển không chuyển vào Nam vì số lượng tuy là về nhiều nhưng bán gần hết được các bác đặt hàng. Trong một ngày em đã bán hết hơn 30 con. Nên là bây giờ chỉ còn 20 con nữa em tiện em ghép bộ dàn này, ghép theo cấu hình bộ dàn bắt 30 này. Và bây giờ em sẽ tiến hành ghép theo một bộ dàn bát 25 nữa để anh em cùng nghe thẩm âm chất bát 25 này, cũng như là các bác có nhu cầu ghép thành bộ dàn này thì liên hệ em nhé. Và xin ái chào tiệm bác nhé, các bác nhanh tay nhé.